Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Ngày 4 tháng 7, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 16. Tại đây đã công bố các quyết định về công tác nhân sự. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thành ủy Tam Kỳ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Bên cạnh đó, điều động ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Lê Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Lê Chí Thanh, nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 8 tháng 4, tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Chí Thanh. Lý giải việc miễn nhiệm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận về việc xử lý vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân ở Quảng Nam. Trong đó, ông Thanh với trách nhiệm là người đứng đầu Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho một số cán bộ cấp dưới sai phạm, bị xử lý kỷ luật, có người bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, bản thân ông nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Theo quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có những sai phạm như vậy, ông Thanh tự nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu, tự nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thông báo số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật thì đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật và có đơn tự nguyện xin thôi các chức vụ, thời gian công tác còn trên 5 năm, bản thân cũng có nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho địa phương trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục bố trí công tác. Vị lãnh đạo nói, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, cân nhắc bố trí công tác phù hợp để các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình trong thời gian tới. Ngày 2 tháng 7, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác của cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công điều động ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Văn Trung được chỉ định tham gia Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Lê Văn Trung, sinh năm 1966, quê quán tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trình độ thạc sĩ ngành xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công điều động ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu tới nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng trong thời gian 5 năm. Ông Trần Thắng Lợi, sinh năm 1976, trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, ông Trần Thắng Lợi từng giữ các chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà. Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn được phân công điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng được phân công điều động nhận công tác tại Quận ủy Ngũ Hành Sơn và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được phân công điều động, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, đảng viên và nhân dân thành phố đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và công tác của mỗi cá nhân. Các cán bộ đã có nhiều đóng góp thiết thực vào kết quả, thành tích của đơn vị và của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ sự tin tưởng trên đơn vị công tác mới, các cán bộ sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời lưu ý, các cán bộ được luân chuyển cần nhanh chóng nghiên cứu, học hỏi, sớm tiếp cận với các công tác mới để lãnh đạo, điều hành theo yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của tập thể, các đơn vị mới đến công tác, thực hiện các mục tiêu của đơn vị. Thay mặt các cán bộ được điều động, luân chuyển, ông Lê Văn Trung cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu tại đơn vị mới, không ngừng học tập, rèn luyện, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo, công chức, cùng người lao động tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.
Trước đó, vào ngày 1 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp nhận Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đến công tác tại Thành ủy Đà Nẵng và phân công, bổ nhiệm, giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đơn vị này tiếp nhận Đại tá Đoàn Duy Tân, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đến công tác tại Thành ủy và phân công bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy giao ông Đoàn Duy Tân chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi kiện toàn chức danh trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng chúc mừng khẳng định ông Đoàn Duy Tân là cán bộ trưởng thành trong quân đội, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và có nhiều đóng góp quan trọng. Trước đó, tại quyết định số 69, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định để Đại tá Đoàn Duy Tân được chuyển ngành ra công tác tại Thành ủy Đà Nẵng. Đại tá Đoàn Duy Tân sinh năm 1972, quê quán thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn, cử nhân quân sự, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Được biết, trong số cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm lần này, người lớn tuổi nhất là ông Lê Văn Trung. Ông Trung sinh năm 1966 và cán bộ trẻ tuổi nhất là bà Cao Thị Huyền Trân, bà Trân sinh năm 1983. Ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 7 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý cấp vụ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tới dự, trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Cụ thể, tại quyết định số 355, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp Vụ 2, giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 356, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tiêu cực, Cục 4 Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 358, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 1, Cục 1, giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 353, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối văn hóa xã hội Vụ 3, Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 357, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tiêu cực, Cục 4, Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 359, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tiêu cực, Cục 4, giữ chức Phó Cục trưởng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 1, Cục 1, Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 360, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối văn hóa xã hội, Vụ 3, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Vụ 2, Thanh tra Chính phủ. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam khẳng định, công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với Thanh tra Chính phủ, cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực thì việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác càng trở nên cấp thiết và phải thực hiện để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị với cương vị mới, vị trí công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ đợt này trước yêu cầu nhiệm vụ mới tiếp tục luôn tập trung, nỗ lực bằng kinh nghiệm trí tuệ của mình cùng xây dựng văn phòng, vụ hợp tác quốc tế, cục 4, cục 1, vụ 3, vụ 2, cục 1, đoàn kết trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Đỗ Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ mà trực tiếp là đồng chí Tổng Thanh tra đã tin tưởng, gửi lời tri ân cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức văn phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục 4, Cục 1, Vụ 3, Vụ 2, Cục 1 đã đồng hành, động viên, tạo điều kiện, chia sẻ và ủng hộ trong suốt thời gian qua. 5 tháng sau khi xem xét trách nhiệm cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương xảy ra đêm 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định kỷ luật hai phó chủ tịch quận Thanh Xuân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Theo đó, ông Đặng Hồng Thái bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng vào ngày 29 tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, cũng do có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, đã xảy ra vụ cháy tại chung cư mini ở ngõ 9/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, khiến 56 người thiệt mạng.
Công trình này sau đó được xác định xây dựng trái phép và không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, tháng 3 năm 2015, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Công trình được cấp phép 6 tầng, tương đương 20,2 m, không tính tum thang. Tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4 m2, trên thửa đất 240 m2. Người ký cấp giấy phép xây dựng cho công trình này là ông Đặng Hồng Thái, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân. Dù được cấp phép 6 tầng nhưng Nghiêm Quang Minh đã cho xây dựng công trình này lên tới 9 tầng với diện tích sàn khoảng trên 2.000 m2. Sau khi xây dựng xong, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ và khoảng 150 người dân sinh sống. Một ngày sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Tới cuối tháng 1 năm 2024, Công an thành phố Hà Nội thông tin đã khởi tố thêm 6 cựu cán bộ công an, thanh tra xây dựng để làm rõ trách nhiệm liên quan tới vụ cháy này. Trong đó có 3 người là lãnh đạo phường và công an phường gồm Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam Phạm Tấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, giai đoạn từ năm 2018 đến khi bị bắt, và Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình. 3 cán bộ công tác trong lĩnh vực xây dựng bị khởi tố gồm Trần Trọng Khang, nguyên đội trưởng đội trật tự xây dựng Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016, Nguyễn Đình Quân, nguyên tổ trưởng tổ trật tự xây dựng Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016, tổ trưởng tổ trật tự xây dựng Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình. Vướng mắc trong xử lý các công trình vi phạm. Liên quan tới những vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại quận Thanh Xuân, cơ quan chức năng sau đó xác định trên địa bàn có tổng cộng 5 công trình vi phạm do Nghiêm Quang Minh làm chủ đầu tư. Trong đó có 2 công trình tại địa chỉ số 16, ngách 1/46 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, 1 công trình tại số 11, ngách 29/28 Khương Hạ, phường Khương Hạ, 1 công trình tại tổ 3 Kiến Thiết, phường Quan Nhân và 1 công trình tại địa chỉ số 24, ngõ 203 đường Trường Chinh, phường Khương Mai. Trong một báo cáo mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đánh giá có nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý các công trình vi phạm này nên xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để chỉ đạo xử lý. Cụ thể, theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, cả 5 công trình theo bản vẽ được phê duyệt phải lùi vào so với đường đi, nhưng khi thi công, chủ đầu tư đã không thực hiện theo giấy phép xây dựng. Nếu cưỡng chế, phá dỡ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu, chất lượng và an toàn chịu lực của công trình. Có công trình đã xây dựng và đưa vào sử dụng được hơn 10 năm. Khó khăn vướng mắc thứ hai là theo thiết kế, 5 công trình trên đều thuộc dạng nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Chủ đầu tư đã bán cho các chủ sử dụng và hiện tại có khoảng hơn 140 phòng và khoảng hơn 600 người đang sinh sống, ăn ở ổn định tại các công trình trên. Nếu cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tổn hại tới tài sản của rất nhiều người đang sinh sống tại công trình, sẽ dẫn đến người dân không có chỗ ở, có thể dẫn tới sự bức xúc, khiếu kiện kéo dài. Thứ ba, đối tượng vi phạm là Nghiêm Quang Minh hiện tại đang bị tạm giam. Chỉ có những cư dân, người sử dụng căn hộ đang sinh sống, ăn ở ổn định tại công trình, nên việc khắc phục và xử lý các vi phạm là rất khó khăn, do những người đang sinh sống ở đây không phải là đối tượng gây ra vi phạm về trật tự xây dựng. Thứ tư, các công trình vi phạm trên đều xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, nên rất khó xác định cụ thể, chính xác thời gian đưa vào sử dụng, và từ đó đến nay có phát sinh vi phạm trật tự xây dựng hay không, dẫn tới khó khăn cho việc áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý công trình. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, ủy ban các phường kiểm tra giám sát để không phát sinh vi phạm và tiếp tục đề nghị khắc phục về phòng cháy chữa cháy theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố những nội dung trên và xin ý kiến chỉ đạo để xử lý các công trình vi phạm nêu trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.